với cái chia sẻ của tiến sĩ thì Duy mới có cơ hội để nhìn ra được và thấy được cái chất lượng của John Partners thực sự đã được khẳng định không chỉ qua nội dung đâu mà qua chất lượng của giảng viên theo cái tiêu chuẩn quốc tế rất là cao như vậy. Vậy thì cái câu hỏi khác đó là nội dung của chương trình Lean Six Sigma tại John Partners gồm những cái điểm chính nào để học viên có thể lưu ý ạ? Hiện nay chương trình Lean Six Sigma mà đang giới thiệu với cộng đồng đó là chương trình Lean Six Sigma Green Belt và Lean Six Sigma Black Belt. Thì mỗi chương trình như vậy cái nội dung nó được chuẩn hóa toàn cầu. Thì chương trình chuẩn hóa toàn cầu hiện nay theo cái Body of Knowledge, tức là cái khung nội dung của Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ ASQ. Nên nếu anh chị nào mà muốn sau này muốn lấy chứng nhận từ ASQ thì các chị học xong thì các chị hoàn toàn có thể lấy chứng nhận. Các chị không nhất thiết phải học lại một lần nữa. Và John Partners đã follow theo chương trình này. Thứ hai là chương trình này được thiết kế theo một cái quy trình rất bài bản của Lean Six Sigma, đó là quy trình DMAIC. Thì mỗi chữ như vậy trong chương trình Green Belt chúng ta học 2 ngày và mỗi chữ như vậy trong chương trình Black Belt là chúng ta học 2 ngày. Và tổng thể chương trình Green Belt chúng ta học 10 ngày và Black Belt học 10 ngày. Đây là chương trình chuẩn hóa thế giới rồi. Thành ra các chị học xong các anh chị sẽ mạnh dạn và sẵn sàng sánh vai với là các anh chị mà Lean Six Sigma Green Belt hoặc là Black Belt so với thế giới. Tại vì anh Duy có hỏi về cái từ là chứng thực á, qualification á. Thì đã chứng thực xong rồi thì ông nào phải giống nhau, đúng không? Ông kia green belt đai xanh mà chặt được hai cục gạch thì bên mình phải chặt được hai cục gạch, nôm na là như vậy.